Xin chào mọi người, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Đường Phố Vlog. Và chúng ta lại gặp nhau trong một buổi vlog trên đường phố hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng khám phá ngôi chùa Hằng Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu xe bạn trên 50 chỗ thì đậu xe ngoài đường, đi bộ tầm 3 đến 400 mét là vào chùa. Còn xe từ 4 đến 30 chỗ có thể chạy thẳng vào chùa vào các ngày bình thường, còn các dịp lễ lớn chắc cũng đi phải đi bộ vào thôi. Xe máy thì chạy thẳng vào bên trong đường chùa, có chỗ giữ xe. Trên đường đi bộ vào chùa Hoằng Pháp, bạn có thể tìm thấy một loạt các sản phẩm như áo lam dành cho nam nữ, các hàng quán ăn chay. Ngoài ra, cửa hàng cũng cung cấp các sản phẩm về Phật giáo như bài kinh, bức tranh Phật, băng rôn và các vật dụng cúng dường. Đây là những món đồ không chỉ mang tính chất trang trí mà còn là cách để du khách mang về nhà một phần của tinh thần bình an từ chùa. Chùa Hằng Pháp là một chùa ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Cho đến nay, chùa Hằng Pháp nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đến tham quan và tham gia các khóa tu Phật, khóa tu hành, khóa tu sinh viên, khóa tu thiếu nhi, vân vân. Địa chỉ tại 96 ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước cổng chùa, ngoài việc có nhiều người bán vé số thì cũng có người bán hoa và chim phóng sanh. Các bạn cũng có thể mua hoa và vé số tại nơi đây. Bước vào chùa Hằng Pháp, không khí linh thiêng và yên bình ngập tràn, làm cho tâm hồn người đến thăm cảm thấy nhẹ nhàng và an lành. Không gian xung quanh được bao quanh bởi cây xanh và hoa lá, tạo nên một cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp cho việc tĩnh tâm và ngắm nhìn cảnh đẹp trở nên dễ dàng hơn khi ta đến với chùa Hằng Pháp. Tại chùa Hằng Pháp, hình ảnh của mẹ Quán Thế Âm thường được tôn vinh và tạo nên một không gian linh thiêng và an lành. Đây là một nơi mà các Phật tử và du khách có thể đến để cầu nguyện, dâng hương và tìm sự an ủi từ vị Bồ Tát với lòng từ bi bao dung. Mặt trước của chùa thường có tượng đài hoặc bức tượng của mẹ Quán Thế Âm thu hút nhiều người đến thăm và tìm kiếm sự ấm áp và sự chữa lành trong tâm hồn. Chúng ta hãy đọc 3 lần kinh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu cho gia đình có sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Tại chùa có nhiều tảng đá lớn khắc chữ rất lạ và độc đáo, với nhiều câu từ rất ý nghĩa. Buồn phiền để gió cuốn đi, chuyện đời là thế có chi bận lòng, thích chân tính. Nơi đây không chỉ là nơi thực hành Phật Pháp mà còn là trung tâm tinh thần của cộng đồng. Những người đến thăm chùa không chỉ tìm kiếm sự kết nối với tinh thần mà còn hướng đến sự giúp đỡ, sự đồng cảm và sự hỗ trợ từ những người khác. Chùa không chỉ là nơi cúng dường mà còn là nơi để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, tạo ra một cộng đồng đoàn kết và yêu thương. Đời người ngắn ngủi, vô thường, thương nhau chưa hết, vẫn buồn làm chi, thích chân tính.
Khi cảm thấy giận buồn, chúng ta có thể cảm thấy mất kiểm soát và khó chịu. Tuy nhiên, thường thì việc giữ lại cảm xúc này không làm ích gì cho bản thân mà chỉ gây thêm căng thẳng và xáo trộn. Thay vào đó, hãy cố gắng đặt ra những cách để xử lý và giải quyết cảm xúc này, như là tìm nguyên nhân gốc rễ của cảm xúc, thực hiện các kỹ thuật thở và thư giãn, hoặc tìm sự hỗ trợ từ người thân yêu hoặc chuyên gia tâm lý. Điều quan trọng là không nén giữ cảm xúc mà thay vào đó là tìm cách để giải thoát và làm dịu chúng. Nước trong chăn soi bóng lòng sạch, Phật hiển tiền, Thích Chân Tính. Trong chùa có bãi đỗ xe hơi rất lớn. Từ bi hỷ xả bao dung, thương yêu tha thứ, coi lòng lạc an, Thích Chân Tính. Đúng như vậy, những nguyên tắc như từ bi, hỷ xả, bao dung, thương yêu và tha thứ là những giá trị cốt lõi trong đạo Phật. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho xã hội. Việc coi lòng lạc an và thả lòng tâm trí giúp chúng ta trải qua cuộc sống một cách bình an hơn và tạo điều kiện cho hạnh phúc và an lạc. Chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn thường được thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống của Việt Nam với sự kết hợp giữa các yếu tố hiện đại và cổ điển. Chánh điện là trung tâm của chùa. Chánh điện thường có kiến trúc nghiêm trang với các cột trụ và mái chùa cao, tạo nên sự trang nghiêm và uy nghi. Bên trong có thể thấy các bức tranh về các vị Phật và những câu châm ngôn Phật giáo, nhà tôn Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây là nơi tôn kính bức tượng Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của sự từ bi. Kiến trúc của nhà này thường giản dị và tập trung vào việc tạo một không gian linh thiêng và yên bình để tín đồ thực hành cúng dường và cầu nguyện. Nhà chùa là nơi dành cho các hoạt động Phật tử hàng ngày. Nhà chùa thường có không gian mở rộng với các gian hành lang và sân để người dân tập trung học Phật pháp và thực hiện các nghi lễ. Đường đời đâu chỉ gắm hoa, trong gai sỏi đá rèn ta nên người, Thích Chân Tính. Câu nói này nhấn mạnh rằng cuộc sống không chỉ toàn là những điều tốt đẹp mà còn bao gồm cả những khó khăn và thử thách. Bằng cách vượt qua những gian khổ và thách thức, ta mới trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cuộc sống giống như một con đường, và trên con đường đó có những thử thách và trải nghiệm khác nhau. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến những cảm xúc đau khổ, quan trọng là cách chúng ta xử lý và học hỏi từ những trải nghiệm. Đó là để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sống là cống hiến, cống hiến là sống mãi, Thích Chân Tính. Thiện mỗi ngày, nghĩ tốt, nói hay, làm điều chân chính, vui thay một đời, Thích Chân Tính. Niệm Phật, thở vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, niệm và thở ra hợp nhất, cực lạc giây phút này, Thích Chân Tính. Ý nghĩa các khóa tu tại chùa. Học Phật pháp, các khóa tu thường cung cấp các cơ hội cho người tham gia học và nghiên cứu về lịch sử, triết lý và các giáo lý của Phật giáo. Điều này giúp họ hiểu sâu hơn về đạo Phật và cách áp dụng những nguyên lý đó vào cuộc sống hàng ngày. Tu tập và thiền định. Các khóa tu thường cung cấp thời gian và không gian cho tu tập và thiền định. Điều này giúp người tham gia rèn luyện tâm trí, tăng cường sự tĩnh tận và tinh thần hòa bình,
và thúc đẩy phát triển tâm linh, xây dựng cộng đồng, các khóa tu tạo ra cơ hội cho người tham gia gặp gỡ và kết nối với nhau trong một không gian linh thiêng và yên bình. Điều này tạo ra sự đoàn kết và hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng Phật tử. Cúng dường và lễ bái trong các khóa tu, người tham gia thường có cơ hội thực hành cúng dường và lễ bái, tạo ra sự kết nối với vị Phật và thể hiện lòng tôn kính và biết ơn. Trước chánh điện là hai tượng Kim Cang Lực Sĩ. Các bạn tham quan viếng chùa hãy để rác đúng nơi quy định để chùa thêm sạch đẹp. Niệm Phật. Khi tiếng niệm Phật Di Đà vang vọng trong tâm ta, rời đi những phiền não, do Bồ Đề nở hoa, thích chân tính. Khi ta bấp ngã đường trần, đứng lên đi tiếp, mùa xuân sẽ về, thích chân tính. Câu nói này đề cập đến sự quan trọng của sự việc vượt qua khó khăn và tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Dù chúng ta có gặp phải những trở ngại và thử thách, điều quan trọng nhất là không bao giờ từ bỏ và luôn kiên nhẫn vượt qua chúng. Việc đứng lên và tiếp tục hành trình của mình sẽ mang lại hy vọng và cơ hội cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc, giống như mùa xuân đang đến sau những tháng ngày lạnh giá. Cười. Xin hãy mỉm cười, cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui, thích chân tính. Nói. Xin nói nhẹ nhàng, dịu dàng dễ thương, như sen tỏa hương, làm đẹp lòng người, thích chân tính. Bằng lòng hơn như cánh sen nở, lời nói của chúng ta cũng nên nhẹ nhàng và ấm áp như hương thơm của sen. Bằng cách này, chúng ta có thể đem lại vẻ đẹp lòng người khác và tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực và yêu thương. Chuyến tham quan chùa Hoằng Pháp đã khép lại, nhưng tâm hồn ta vẫn còn hòa mình trong không gian linh thiêng và yên bình của nơi đây. Đó không chỉ là một chuyến đi tham quan mà còn là một hành trình tìm kiếm ý nghĩa và sự gần gũi với tâm linh. Những khoảnh khắc tĩnh lặng và suy ngẫm sâu xa đã giúp ta thấu hiểu hơn về bản thân, về cuộc sống. Dù chuyến đi đã kết thúc, nhưng những giá trị và bài học mà ta mang về sẽ luôn sống mãi trong trái tim và hướng dẫn ta đi tiếp trên con đường cuộc sống. Nếu thấy video hay, hãy cho Bảo một like và một đăng ký nhé. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chân thành và chào tạm biệt cả nhà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.